Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 4, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, Thị trường vàng trong nước bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài ngày. Lúc 9 giờ ngày 27 tháng 4, giá vàng miếng SCC được một số doanh nghiệp niêm yết mua vào 83 triệu đồng một lượng, bán ra 85,2 triệu đồng một lượng, ổn định so với cuối ngày hôm qua. Một số tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh giao dịch vàng miếng SCC mua vào 83,5 triệu đồng một lượng, bán ra 84,1 triệu đồng một lượng. Giá vàng dẫn dài vàng trang sức 24K các loại đứng yên tại 73,8 triệu đồng một lượng, mua vào 75,5 triệu đồng một lượng bán ra giá vàng thế giới liên tục biến động mạnh trong bối cảnh dữ liệu kinh tế của Mỹ cho thấy sức ép lạm phát vẫn dai dẳng và chưa rõ thời điểm nước này sẽ bắt đầu lộ trình cắt giảm lãi suất điều hành. Mỹ đã công bố dữ liệu mới nhất liên quan lạm phát, đô la Mỹ tăng giá so với nhiều đồng tiền mạnh khác. Theo đó, chỉ số đô la Mỹ index tăng trở lại mức 105,8 điểm, đồng đô la Mỹ tăng giá so với 6 đồng tiền mạnh khác, gồm euro, yên nhật, bảng Anh, đô la Canada, ron Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Thưa quý vị, cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc Dương Hoa Sô, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh đã làm sai quy định, gây thiệt hại cho trung tâm hơn 94 tỷ đồng tại 8 gói thầu và nhận hối lộ tổng số 14,4 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC, Trần Mạnh Hà, phó tổng giám đốc AIC về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can Trần Thị Bình Minh cựu phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố hồ chí minh và thuộc cấp là phan tức thắng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ngoài ra có chín bị can khác là người của công ty aic các đơn vị thẩm định giá cũng bị đề nghị truy tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo kết luận năm 2014, trung tâm công nghệ sinh học được phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu cung cấp thiết bị dự án với giai đoạn một trị giá 149 tỷ đồng giai đoạn 2 trị giá khoảng 200 tỷ đồng và giai đoạn 3 trị giá hơn 75 tỷ đồng. Biết việc này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề nghị và được lãnh đạo trung tâm là Dương Hoa Sô so đồng ý cho công ty AIC tham gia, tạo điều kiện để trúng thầu. Bị can Trần Mạnh Hà thì đề nghị để AIC đạt lợi nhuận 40% giá trị các gói thầu và cũng được ông Sô so đồng ý. Tại giai đoạn 1 năm 2015, bị can Nhàn đồng ý cho công ty Việt Á của Phan Quốc Việt và công ty Vimedimed đứng tên thầu liên danh nhóm này thống nhất danh mục thiết bị và lập nhóm quân xanh tham gia đấu thầu. Cùng với đó, bị can Dương Hoa so do thông đồng với công ty EAC nên thuê công ty định giá, yêu cầu ra chứng thư định định giá các thiết bị cần mua, với 169 tỷ đồng cao hơn dự kiến ban đầu là 149 tỷ đồng, như đã nói ở trên. Kết quả, liên danh AIC Việt Á trúng hai gói thầu còn Vimedimix trúng một gói thầu của giai đoạn 1, với 6 gói thầu của giai đoạn 2 và 3 tiến hành, trong các năm 2017 đến 2018. Các bị can lại tiếp tục thông thầu, nâng khống giá để đảm bảo nhóm doanh nghiệp liên quan AIC trúng thầu với lợi nhuận 40%. Cơ quan điều tra cho rằng Dương Hoa Xô đã làm sai quy định, gây thiệt hại cho Trung tâm Công nghệ Sinh học hơn 94 tỷ đồng tại 8 gói thầu. Trong quá trình sai phạm, bị can Dương Hoa Xô được người của AIC 6 lần hối lộ tổng số 14,4 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Phan Quốc Việt Hai đã đưa công ty Việt Á vào tham gia liên danh với công ty AIC và chỉ đạo cấp dưới tìm cách xây dựng hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho cả nhóm. Việt còn giao người khác lập các hồ sơ quân xanh đi đấu thầu, tuy nhiên, Phan Quốc Việt không bị xử lý hình sự trong vụ việc này. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 4, lực lượng chức năng đang đang điều tra thông tin một cô gái tự vong tại một khu đô thị ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 26 tháng 4, ban quản lý tòa nhà ở khu đô thị này cùng người dân phát hiện thi thể một nữ giới đã cô trên ghế sofa trong căn hộ, người phụ nữ đã tự vong từ lâu. Qua xác minh, căn hộ trên được một đôi nam nữ thuê ở từ năm 2022 đến nay, tiền dịch vụ, thuê nhà, điện nước của căn hộ vẫn được thanh toán đúng hẹn. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 4, tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết lãnh đạo tỉnh đã thống nhất đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở lại tuyến phố đi bộ khu Hòa Bình và các tuyến đường trung tâm thuộc phường 1, thành phố Đà Lạt. Thời gian hoạt động từ 19 giờ đến 22 giờ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Lâm Đồng cũng thí điểm mở tuyến phố đi bộ Trần Quốc Toản, đoạn giáp Sơn Gôn Đồi Cù. Thời gian hoạt động từ 18 giờ đến 22 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Tuyến phố đi bộ Trần Quốc Toản, đoạn giáp Sơn Gôn Đồi Cù dài khoảng 1,5 km từ nút giao Trần Nhân Tông đến đường Định Tiên Hoàng. Trong đó, đoạn giáp đường Đinh Tiên Hoàng sẽ nối vào khu ẩm thực đêm trước vườn hoa thành phố góp Phân tạo sự kết nối giữa các hoạt động kinh tế du lịch ban đêm của Đà Lạt, chợ đêm thí điểm sẽ ít ảnh hưởng đến giao thông khu vực vì đây là đoạn độc đạo, không giao cắt với đường khác và người tham gia giao thông dễ dàng tìm được lộ trình khác thay thế. Quý vị đang nghe podcast bản tin 11:30 của báo Người Lao Động. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm ngày 26 tháng 4 công bố gói viện trợ quân sự về hạn trị giá 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, theo đó cho phép Mỹ mua thiết bị mới từ ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ cho quân đội Ukraine. Đây là gói hỗ trợ an ninh lớn nhất mà chúng tôi cam kết cho đến nay. Nó sẽ bao gồm các thiết bị đánh chặn quan trọng dành cho hệ thống phòng không Patriot và Night của Ukraine, nhiều hệ thống chống máy bay không người lái và thiết bị hỗ trợ, số lượng lớn đạn pháo, đạn dược trên không, hỗ trợ việc bảo trì và duy trì. Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày Kể từ lúc Mỹ công bố gói viện trợ trị giá 1 tỷ đô la Mỹ sẽ nhanh chóng cung cấp thiết bị cho Ukraine từ kho dự trữ của Mỹ, sau khi Tổng thống Joe Biden ký gói viện trợ bổ sung 95 tỷ đô la Mỹ hôm ngày 24 tháng 4, không giống các gói viện trợ lấy thiết bị quân sự trực tiếp từ kho dự trữ của Mỹ, thông báo viện trợ hôm ngày 26 tháng 4 thuộc sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, tổ chức ký hợp đồng với ngành công nghiệp để mua thiết bị, dự định cung cấp cho Ukraine nguồn vũ khí và thiết bị lâu dài. Ông Austin cũng khen ngờ Ukraine có thể tự đứng vững mà không cần sự hỗ trợ đáng kể từ Mỹ trong vài tháng qua, đồng thời cho biết các năng lực chiến đấu sắp được cung cấp sẽ giúp họ làm tốt hơn rất nhiều. Thưa quý vị, một lăng mộ thời chiến quốc được trang trí công phu và chứa đầy hiện vật quý giá vừa được khai quật ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Không biết ai được chung cất trong lăng mộ hơn 2.200 năm tuổi này, nhưng có thể ông là một vị hoàng đế nước sở một trong bảy vương quốc hùng mạnh tranh giành quyền lực thời chiến quốc ở Trung Quốc, một chuyên gia trong nhóm nghiên cứu nhận định với La Science, theo Cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc, đây là ngôi mộ lớn nhất và phức tạp nhất từng được tìm thấy thuộc về nước sở cổ đại. Các nhà khảo cổ đã khai quật được hơn 1.000 hiện vật tại địa điểm này, bao gồm các các món đồ tùy thắng quý giá bằng sơn mài, bình thờ bằng đồng và nhạc cụ, cũng như một quan tài trung tâm được khắc hơn 1.000 ký tự. Việc xác định niên đại bằng carbon phóng xạ và các phân tích khác cho thấy lăng mộ được xây dựng thời kỳ cuối của nhà Chu, khoảng hơn 220 năm trước công nguyên. Thời kỳ đó, nước sở là một trong các chư hầu của nhà Chu vốn đang trong giai đoạn suy vong và tranh giành quyền lực với các chư hầu khác. Tuy nhiên cuối cùng, năm 221 trước công nguyên, nhà Tần đã lật đổ nhà Chu và thống nhất Trung Quốc, bao gồm việc bình định các vương quốc chư hầu như nước sở. Các nhà khảo cổ đã phải làm việc trong một phòng thí nghiệm đặc biệt khó lượng oxy thấp, được xây dựng ngay tại địa điểm này để bảo tồn các di vật được khai quật. Nhóm nghiên cứu mới chỉ khai quật được 1 trên ba ngôi mộ. Tuy vậy, một số bằng chứng sơ bộ khiến các nhà khoa học suy đoán rằng người nằm trong mộ rất có thể là sở khảo liệt vương, vị vua thứ 41 của nước sở, trị vì những năm 262 đến 238 trước công nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Xuân Huy, Quốc Thắng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chúc quý vị kỳ nghỉ lễ tràn đầy niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.